Hai chào bạn. Thì hôm nay là mình sẽ làm cái clip bắt dế, bẫy dế bạn. Bẫy dế cho cái con tắc kè của mình đang nuôi bữa giờ. Mùi lúc mới nở đến giờ. Hôm giờ thì mình bắt châu chấu cho con này ăn, mà bữa nay trời khô quá, con cỏ nó chết hết. Không còn châu chấu luôn bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi làm cái bẫy bắt dế. Đây. Trước tiên thì mình đã kiếm được một cái chai như vậy. Để lên đây cho dễ. Thì chai như vậy mình sẽ cắt cái đầu này đi bạn. Cái đầu đi. Cắt cái đầu đi. Thì cái này là lúc mình đựng nước mắm các bạn. Nó hôi quá, mình đi chán chán một miếng đi. Nó sẽ như vậy nè các bạn. Mình sẽ dùng băng keo dán cái đầu này lại bạn. Mình sẽ dùng miếng cám 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 bữa mình tự làm cho cá mình đã bạn, rất là thơm luôn, bữa mình có rang lên rất là thơm bạn. Ok, mình sẽ đổ vô trong này ha bạn ha. Mình sẽ cho trong này. Đó. Tiếp đến mình sẽ cầm cái này ra ngoài chỗ nào nhiều bụi rậm bụi cỏ, rồi mình sẽ đào một cái lỗ như đây, rồi mình bỏ nó xuống các bạn. Ngày mai mình sẽ chờ ngày mai nó sẽ được thành quả như thế nào ha bạn ha. Rồi bây giờ đi kiếm cây cuốc. Ok, cuốc đã có. Giờ mình bắt đầu đi ra ngoài vườn thôi mày. Đi thôi, let's go. Con nào ở đây? Bẫy dế.
của sâu các bạn. Đây. Ok, thì cái này nó có cám nó sẽ đánh hơi được mà. Mình sẽ chờ tới sáng mai. Chờ tới sáng mai xem thành quả. Ok các bạn, nếu mà thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để xem những clip sau của mình nhé các bạn. Ok các bạn, đón chờ vào sáng ngày mai nha.